câu đầu tiên, câu số 1, chắc là các bạn là nước đến chân mới nhảy thôi. Các em comment đáp án vào đây nhé. Các em cùng thầy comment thật nhiều đáp án vào trong này. Ok. Nào, các em comment thật nhiều đáp án xuống bên dưới rồi. 2K3 đâu rồi? 2K3 comment thật nhiều, thật mạnh mẽ đáp án vào cho thầy nào. Hello. Thế mà 2K3 chúng nó bảo là cần thầy live stream, với lại là muốn thầy live stream cho chúng nó học. Ơ, không phải đề này. Đề lớp 11 mà em. Anh gửi rồi. Bảo anh Tuấn mở lại hộp thư đi. Đề này. Không phải đề này. Dùng máy rồi. Đây chứ nghe. Em bảo đi. Hello, chào Đỗ Huy Phúc. Chào tất cả các em. Mình bắt đầu nhá. Mình bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay nhá. Câu số 1. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 58. Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt PNE là 58. Vậy ta có 2P cộng N bằng 58. Thứ hai, ta có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện. Thế thì trong nguyên tử của chúng ta ấy, số hạt mang điện, số hạt hạt mang điện sẽ là 2P. Còn số hạt không mang điện thì sẽ là N. Vậy mình được 2P trừ N thì bằng 18. Đến đây chúng ta bấm máy tính giải hệ, thầy giải chậm chậm thôi. Thầy giải rất rất chậm để cho 2K3 cùng có thể theo dõi, để cùng có thể học được. Thế nên là 2K3 chú ý rằng là xe về tường này. Xong rồi tag tất cả các bạn, tag càng nhiều bạn vào trong video live stream này càng tốt nha. Và phải comment đáp án cho thầy. Vậy đến đây tôi tìm được P bằng N bằng. Được chưa? Ta tìm được P bằng bao nhiêu nhỉ? Chỗ này là P trừ số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18. 2P cộng N, 2P trừ N. Ta có này. 1, 2 này. 2 bằng 1 bằng 58 bằng này. 2 bằng trừ 1 bằng 18 bằng này. 19 và 20. P bằng 19. N bằng 20. Vậy Z thì chính bằng P. Z thì chính bằng P. Được chưa? Vậy Z bằng 19. Z bằng 19 thì ta loại đáp án C. Loại đáp án A. A là số khối thì bằng P cộng N. A thì số khối bằng P cộng N. Vậy Z bằng bao nhiêu nhỉ? 19 cộng 20 bằng 39. Vậy số khối chúng ta bằng 39. Chào Mạnh KD Hoàng. Chào tất cả các em. 21 bạn đang theo dõi video live stream này, nhanh tay comment đáp án xuống dưới nhá. 2K3 mới học thầy, mới biết đến thầy thì qua cái cân bằng phương trình nhanh thôi. Còn rất rất nhiều bạn chưa biết đến thầy, các em giúp thầy xe lại về tường, xong rồi tag tất cả các bạn của em vào trong video live stream này nhá. Vậy mình có là A bằng 39, thì đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Thầy sẽ đọc tên 3 bạn comment đầu tiên về đáp án này. Trịnh Viết Bình này, Thảo Thảo, rất tốt là 2 bạn comment. Mình sang câu tiếp theo, câu số 2, một câu khá là cứng luôn. Vừa vào câu số 2 luôn là câu khá là cứng. Chúng ta cùng comment đáp án câu số 2 nhé. Trong quá trình chờ đợi các em comment đáp án thì thầy hướng dẫn giải chậm chậm cho chúng ta. Khi cho 0,24g một kim loại nhóm 2. Vậy đây kim loại nhóm 2. M hóa trị 2. 0,24. Tác dụng với HCl dư thì thu được khí hydro. Vậy một anh kim loại hóa trị 2 thì sinh ra đây là MCl2 cân bằng 2, đây là 1. Đây là 1. Vậy mình tìm được số mol khí hydro bằng, chào Huy Nguyễn. Anh mới đi Huy Nguyễn đi thi đi. 0,24 0,24 chia 2,4 thì bằng 0,01. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được kim loại. Số mol bằng 0,01 nhân 1 chia 1 bằng 0,01. Đấy, các em thấy trời lạnh quá nên cả bút cũng tắc mực luôn. Trời lạnh quá. Hôm nay khổ thân những người không có khấu như thầy thôi. Đúng không? Vậy đến đây mình tìm được phân tử khối của M bằng 0,24
chia cho 0,01 bằng 24. Vậy đáp án đúng của chúng ta, 30 bạn đang theo dõi rồi, rất tốt. Các em nhanh tay share lại về tường và tắt tất cả các bạn vào trong video live stream này nhá. 24, đây là đề thi kết thúc học kỳ 1 khóa 10. Vậy, ma dê bằng 24. Thấy chưa, mình sang câu tiếp theo, câu số 3. Thầy biết là rất Thảo Thảo comment đúng này, Trịnh Viết Bình comment đúng này. Thầy vừa đi dạy off về, cố gắng hết sức để live stream cho 2K3. 2K3 thấy nhiều đứa nó mong muốn chờ đợi thầy lắm, nhưng mà hôm nay sao xem ít thế nhỉ. Em mình như giúp thầy tác tất cả bạn vào đây, mau lên, khẩn trương. Mình sang câu số 3. Dựa vào cấu hình E nguyên tử của các nguyên tố sau, nguyên tố nào là khí hiếm? Thế mình chú ý nha, khí hiếm này có 2 hoặc 8 E lớp ngoài cùng. Chú ý nha, có 2 hoặc 8 E lớp ngoài cùng. Một F2 có 2 E lớp ngoài cùng này. Anh này khí hiếm này, heli này. 3F10, 3F2, 3P4, 6 E loại. 3F2, 3P1, 3 E loại. 3F2, 3P6, 8 E lấy. Vậy có 1 loại nhé, 4 và 5 thôi. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án D. Để cho các em 3D Đỗ Huy Phúc, tốt, chính xác, rất tốt. Mình sang câu tiếp theo, câu số 4. Câu số 4, các em nhanh tay xe lại về tường nhé. Xong là kết thúc buổi live stream này, thầy sẽ ẩn video live stream như đấy. Câu số 4 nhỏ kim comment đầu tiên, 4D. Chắc chắn là các em ở trong này thì chủ yếu biết đến thầy bằng phương pháp cân bằng phương trình nhanh đúng không? Trên YouTube, một bạn nào mà chưa biết đến thầy thì lên YouTube search mình Linh sẽ thấy một phương pháp cân bằng nhanh cực kỳ kê. Lê Trọng Nguyên, Just Nguyễn. Ok, ta có phân tử có liên kết ion. Phân tử có liên kết ion là, thế thì liên kết ion thì nitơ là liên kết của hóa trị rồi, đúng chưa? Vậy thì liên kết ion là HCl là liên kết cộng hóa trị rồi, bởi vì hai này phi kim. Vì ion chỉ có thể là kim loại điển hình và phi kim điển hình, natri và clo này, magie và oxy này. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án D. Đấy, đây là liên kết ion. Nguyễn Anh Dũng comment rất tốt, kinh à. Bạn đã làm được câu 5 rồi. 31 bạn đang theo dõi video livestream, nhanh tay share lại về tường, tag tất cả các bạn của các em vào trong video livestream này nhá. Thì học nữa thôi, khi mà livestream xong thì thầy sẽ ẩn video livestream, nên cần chú ý. Nguyễn Mạnh Dũng, ok. Lê Trọng Nguyên, 5B. Tiếp tục nhé, phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng xóa khử? Không phải là phản ứng xóa khử, các em lưu ý nhé. Thế thì phản ứng oxy hóa khử là gì? Phản ứng oxy hóa khử là phản ứng mà có sự thay đổi về số oxy hóa của một số nguyên tố. Nha. Có sự thay đổi số oxy hóa của một số nguyên tố. Vậy ở đây mình có oxy trừ 2 về oxy 0, oxy hóa khử chuẩn. Được chưa? Anh này không có sự thay đổi số hóa này. Oxy trừ 2 về oxy 0, oxy hóa khử chuẩn. Oxy trừ 2 về oxy 0, oxy hóa khử chuẩn. Vậy mình có 1, 2, 3, phương trình số 1, phương trình số 3, phương trình số 4, 1, 3, 4. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án C. Được chưa? 5B chết rồi. 5B là sai rồi Tường Vi ạ. À không phải, sorry. Chết không phải. 1, 3, 4 là phải là oxy hóa khử. Sorry các em lỗi. Không phải là chỉ có một mình thằng nào. 2 thôi, 2 là không phải. Ok, Tường Vi rất tốt. 5B chính xác, rất tốt. Thầy vừa nãy thầy nhìn nhầm đấy, mắt thầy lé đấy. Thông cảm nha, 29 anh em, 29 bạn. Nhanh tay xem về tường, tag tất cả các bạn của em vào trong video live stream này. Bởi như các em biết thì là Facebook nó đang có cái kiểu là nếu mà chúng ta tương tác nhiều với nhau ấy thì các em mới nhìn thấy bài này nhiều hơn và mới nhìn thấy tài liệu thầy đăng nhiều hơn. Chứ nếu mà tương tác ít ấy, thì là không bao giờ nhìn thấy bài thầy, không bao giờ nhìn thấy tài liệu thầy đăng đâu nhá. Mình sang câu số 6 này. Trong tự nhiên, silic tồn tại dưới dạng đồng vị, nguyên tử khối trung bình của silic. Vậy nguyên tử khối trung bình công thức tính là silic trung bình thì bằng 28 này nhân này 28 này nhân với lại này 92,23 này cộng với này anh này là 29 này nhân với 4,67 này cộng với anh này là 30 này nhân với 3,1 này được bao nhiêu chia cho 100 thì bằng. Ok, đấy, các em comment hết vào đây, các em comment thật nhanh đáp án nha. 28 này nhân với 92,23 cộng với 29 nhân với
4,67 cộng với 30 nhân với 3,1 bằng, chia cho 100 bằng 28,109. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Được chưa? Mình xong câu số 6, được 34 bạn đang theo dõi. Chúng ta đang dần dần nhích lên. Dần dần nhích lên. Thầy chữa rất là chậm, các em cần chú ý nha. Cực kỳ chậm luôn. Mình sang câu tiếp theo, câu số 7. Câu số 7. Ion X2 trừ Y cộng Z3 cộng đều có cấu hình electron giống khí hiếm neon. Kết luận nào sau đây là đúng? Thế thì ta có nhé. Cấu hình E của khí hiếm neon 1S2 này, 2S2 này, 2P6 này. Đúng chưa? Đây là neon. Vậy X2 cộng thì là X mất đi 2E. Vậy X chúng ta sẽ có cấu hình E là 1S2, 2S2, 2P6, nhận thêm 2E nên là 3S2. X chúng ta có 2E lúc ngoài cùng. 2E lúc ngoài cùng. Vậy thì chắc chắn X chúng ta là kim loại, mà thầy đọc được nó là kim loại nào cơ? Nó kim loại magie. X là kim loại. Vậy thằng X là phi kim loại. Thằng này sai, X là phi kim. Y cộng. Y cộng thì cũng chỉ có Y cộng. Vậy thì tương tự cấu hình E của Y sẽ là 1S2, 2S2, 2P6, Y cộng nhận lại thêm 1E là 3S1. Vậy Y cũng là kim loại. Vậy loại luôn đáp án này. Vậy đáp án đúng chúng ta là X, Y, Z là kim loại. Chúng ta lưu ý X, Y, Z là kim loại. Ở đây thầy đọc được X là magie, Y là natri và Z là nhôm. Được chưa? Các em lưu ý nha. Mình sang câu tiếp theo, câu số 8. Các em chú ý, những bạn nào 2K1 đang theo dõi thì chú ý rằng là 21 giờ thầy sẽ bắt đầu live stream để chữa. Còn bây giờ là thầy đang chữa cho 2K3. 30 bạn đang theo dõi của 2K3 nhanh tay giúp thầy share lại video live stream về tường, bởi vì tiện nữa thôi. Sau khi mà live stream xong thầy sẽ ẩn video live stream. Rất tốt, nhỏ kim comment rất tốt, rất nguyên tường vi. Trong phản ứng sau, ion đồng 2 cộng bị làm sao? Mình thấy này, đồng 2 cộng về đồng 0, khử tăng, O giảm. Vậy số giá từ dương 2 về 0 là giảm. Vậy đồng 2 cộng là tính oxy hóa. Tính oxy hóa nhé. Tính oxy hóa thì sẽ tương đương với lại bị khử. Vậy anh này là chỉ bị khử. Đáp án đúng đáp án A. À, khá nhiều bạn bị sai đây đấy. Đấy, thầy nhìn thấy Nguyễn Thục Hiền sai này. Lưu ý nhé Thục Hiền nhá. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án A cơ. 36 bạn đang theo dõi video live stream, xe nhanh về tường nhá. Đây là đề thi rất hay. Tổng ôn lại kiến thức hóa học lớp 10 mà thầy dành tặng cho các em tối ngày hôm nay. Bởi vì thầy biết là rất nhiều bạn đã mong muốn về việc mà thầy chữa đề thi thử học kỳ 1 để cho điểm thi thật là cao, thầy chữa rất chậm. Ok. Mình sang câu số 9. Hai nguyên tố AB cùng thuộc một nhóm. Đây, AB cùng thuộc một nhóm. Thuộc hai chu kỳ nhỏ liên tiếp nhau, vậy thằng A đứng trước thằng B đứng sau. Vậy ta được là hơn kém nhau 1ZB trừ ZA thì bằng bao nhiêu thôi? Của cùng một nhóm, đúng chưa? Thuộc cùng một nhóm là chết này. Một nhóm chứ phải một chu kỳ, nhiều bạn chọn một là sai. Một nhóm là gì? Thằng A bên trên, thằng B bên dưới. Hai chu kỳ nhỏ. Chu kỳ nhỏ là gì? Chu kỳ 1, chu kỳ 2, chu kỳ 3. Thì chu kỳ 1, chu kỳ 2, chu kỳ 3. Thì chu kỳ 1 cách chu kỳ 2, 8. Chu kỳ 2 cách chu kỳ 3, 8. Vậy đây suy ra hàng này chỉ cách nhau 8 thôi. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C em nhé. 9C. Nguyễn Thục Hiền chính C A sai. Rất tốt. Mình sang câu số 10. Đây, Nguyễn Thục Hiền A này, Thái Hữu Thành C này. Đấy, các em tác, tất cả các bạn nào muốn học giỏi hóa thì tác vào đây. Chỉ hiện tại giờ chỉ có một ông thầy Minh Mê Linh live stream chữa cho 2K3 thôi, không có một ông thầy nào đâu. Và những cái gì kiến thức thầy nói cho các em đây là những kiến thức cực kỳ chuẩn. Và dần dần sau này thôi, kiểu gì các em phải học thầy. Nên ngay học, ngọc ngay từ bây giờ là đúng nhất, sự chọn hoàn hảo. Khẩn trương nhá. Yêu nào sau đây không có cấu hình E của khí hiếm. Không có cấu hình E của khí hiếm nhá. Thế thì thường là yêu của nhóm B là sắt 2 cộng. Tại sao thầy nói thế? Bởi vì nhá, sắt thầy này 1S2, 2S2, Fe nhá, 26, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6, 4S2. Mà sắt 2 cộng thì thầy sẽ vứt đi 2E là 3D6. 3D6 thì lúc này cùng chỉ có 6E, không phải là cấu hình của khí hiếm. Nên đáp án đúng chúng ta đáp án C. Thì em lưu ý nhá. Câu số 11, wow, mãi mới lên được 39. Được chưa? 39.
11, Thảo Thảo tốt, Nguyễn Thục Hiền tốt, Lê Trọng Nguyên tốt, ba bạn comment đầu tiên được thầy nhắc tên. Rất tốt. Vừa nãy nhân rất nhiều bạn này đã học thầy từ đầu rồi. Số hiệu nguyên tử cho ta biết. Số hiệu nguyên tử là Z. Số hiệu nguyên tử là Z. Thì Z cho ta biết cái gì? Số e electron trong bảng nguyên tử đúng. Số proton trong hạt nhân nguyên tử hay số đơn vị hạt tích nhân là hạt nhân nguyên tử đúng. Số thứ tự nguyên tố trong bảng hoàn đúng. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án D, cả A, B, C đều đúng. Chính xác. Chúng ta có tiếp theo câu số 12. Số 12 là 36 bạn đang theo dõi video livestream này. Làm sao mà các em share và tag tất cả các bạn của em lên trên tường để làm sao lên được 50 bạn thì thầy sẽ còn ưu ái để còn livestream cho IK3 nhiều nhiều nữa. Nhưng mà nếu mà không đủ 50 bạn theo dõi ngày hôm nay thì sẽ là khó lắm để mà thầy có những cái buổi livestream cho các em lần tới đấy. Bởi vì là thầy sẽ ưu tiên livestream cho 2K1 và 2K2. Cho các chất dạy sắp xếp các chất tiêu chuẩn tăng dần độ phân cực. Độ phân cực của liên kết. Ở đây ta biết chắc chắn rằng clo là thằng độ phân cực kém nhất. Nên clo phải đứng cuối cùng. Vậy loại C, loại D. Đứng đầu tiên thì phải là một anh kim loại điển hình và anh phi kim điển hình. Vì đứng đầu tiên phải là anh NaCl. Đứng cuối cùng là NaCl. Đáp án đầu chúng ta đáp án A. Em chú ý nhá. Câu 13. Cho ion X2 cộng có cấu tạo như sau. Đây X2 cộng đây. Cho biết vị trí của X trong bảng tuần hoàn. Thế đây có bao nhiêu e? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có nghĩa là X là 1S2, 2P, 2. Anh này là 1S2, 2S2, 2P, 6, 10. Electron. X2 cộng. Đây là X2 cộng. Vậy suy ra X sẽ nhận thêm 2 e. 1S2, 2S2, 2P6. 3S2. Được chưa? Vậy số electron nó bằng 12. Vậy là phải ô số 12. Chu kỳ 3. Nhóm mấy á? Nhóm 2A thôi các em ạ. Để có 2 electron người cùng thôi. C. Wow, gần được 40 bạn đang theo dõi rồi. Các em nhanh tay xe thật nhanh về tường. Và tất cả các bạn của em vào trong video livestream này. 40 bạn rồi. Còn 10 bạn nữa thôi thì thầy sẽ thực hiện các buổi livestream tiếp theo cho 2K3. Còn nếu mà không thì thầy sẽ tạm dừng lại ở đây. Tiếp tục nha, câu 14. Số xoáy nguyên tố nitơ trong phân tử. Cái chỗ này, chỗ phần này thì thầy dạy rất là nhiều rồi. Trịnh Viết Bình rất tốt. Là sai rồi, đây là sai. Phần này thầy dạy ở trong cái video số xóa của thầy ở trên YouTube ấy. Các em phải lưu ý nhé. Nitơ trong NH4 thì luôn luôn nitơ trừ 3. Nitơ trong NH3 thì luôn luôn nitơ dương 5. Vậy phải là trừ 3 và dương 5. Lý do tại sao? Tại vì NH4 cộng. Hiro cộng 1. Đặt anh này là A này. Thế có là A cộng với 1 nhân 4 thì bằng 1. Nhân A bằng trừ 3. Được chưa? Tương tự như vậy với NO3 trừ. NO3 phải NO3 trừ. Anh này là B. Vậy thì được là B cộng với oxy luôn trừ 2. Trừ 2 nhân 3 thì bằng trừ 1. Đến đây mình tìm được B. Trừ 3 và dương 5. 14C. Câu 15. 15. Nguyên tử nào trong số các nguyên tử dưới đây? Nguyên tử nào trong số các nguyên tử dưới đây chứa 8P, 8E, 8N? Z nó bằng 8. Đúng không? Z bằng 8 thì chỉ có thể là oxy thôi. Chỉ có thể là oxy nên loại flo. Tiếp tục thì tìm được A sẽ bằng là P cộng N. A bằng P cộng N. Vậy là 8P cộng 8N thì phải bằng 16. Vậy số khối nó bằng 16. Đáp án đúng đáp án C. Ok. 38 bạn đang theo dõi video livestream này, nhanh tay share về tường này, share vào trong tất cả các cái nhóm chat và trong tất cả các cái nhóm các em làm thành viên để mà tất cả các bạn các em cùng có thể được nhìn thấy thầy, cùng có thể được biết là thầy Minh Merlin đang chữa đề thi học kỳ 1 cho tất cả các bạn 2K3. 2K3 rất đông và rất hùng hạn. Chúng ta tiếp tục nhá, sang câu được 40 bạn rồi, cố gắng hôm nay lên được 50 bạn thì thầy sẽ thực hiện các buổi livestream tiếp. Câu 16, vai trò của clo trong phản ứng này. Thế mình nhìn nhá, các em có thể làm rất là kỹ này. Clo có thể là không này. Đây là về clo trừ 1 này. Khử tăng, o giảm. Vậy clo đóng vai trò tính oxy hóa. Nhưng mặt khác lại có clo vẫn không này. Dương 1 này. Khử tăng, vậy số xóa nó tăng. Vậy có cả tính khử nữa. Vậy suy ra clo vừa đóng vai trò là chất xóa, vừa đóng vai trò là chất khử. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok. 41 bạn. 17. Trong các cấu hình sau, cấu hình nào là cụ nguyên tử clo? Trong các cấu hình sau, cấu hình nào là cụ nguyên tử clo? Clo Z bằng 17. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Vậy đáp án đúng chúng ta phải là đáp án B. Bỏ.
Đáp án đúng chúng ta phải là B bỏ. Mình sang câu tiếp theo. Câu số 18 nha. Tiếp theo câu số 18. Hợp chất viro của một nguyên tố công thức là XH3. Hợp chất viro của một nguyên tố công thức là XH3. Phần trăm về khối lượng oxy, vậy trong hợp chất viro này có hóa trị 3 này. Vậy suy ra trong hợp chất viro oxy thì này sẽ có hóa trị là 8 trừ 3 thì bằng hóa trị 5. XO X2O5. Đấy, vậy hoàn toàn mình có này. Khối lượng của oxy trong oxy cao nhất, đây oxy cao nhất X2O5. Vậy khối lượng của oxy sẽ là bằng 16 nhân 5. Đây có 16 này, oxy 16 này, nhân 5 này, chia cho này 2x cộng với lại 16 nhân 5 thì bằng 0,5634. Đến đây chúng ta tìm được x bằng 0,5634, có nghĩa thầy lấy 56,34 trên 100 đấy. Chia cho 0,5634 bằng. Rồi. 31. X bằng 31. X bằng 31 thì nó chỉ có thể lấy nào nhỉ? B. Nguyên tử khối của X bằng 31. Thấy chưa? Bốn các bạn. Kỹ chưa? Thầy chữa cực kỳ chậm. Cực kỳ kỹ cho các em. Nha. Mình sang câu tiếp theo. Câu số 19. Một câu trong cái phần. Một câu đã có cân bằng này. Bên này có mấy nitơ? 2. Bên này phải là 2. Được chưa? Tiếp tục này. 2 x 3 là có mấy? Nitơ 6. 6 chia 2 thì bằng 3. Mấy oxy? 3 oxy với 3. 3 đồng. 2, 3. Là 2 vứt. 2, 3. 1. Chứ không phải là 0. 0 vứt. 2, 1, 3 loại nốt. 2, 3, 1, 3, 3. Đáp án đúng đáp án. Dề. Các em nhìn kỹ chưa? 41 bạn rồi, 46 bạn rồi, nhanh tay lên 50 nào các em. Nhanh tay xe lại về tường, các bạn nào 2K3 thì chui vào đây. Nhanh tay xe lại về tường, tắt tất cả các bạn của em vào trong video live stream này. R là một nguyên tố nhóm 6A. R là một nguyên tố nhóm 6A nhé. Oxit cao nhất của R. Vậy R nhóm 6A thì oxit cao nhất của nó sẽ có hóa trị 6. O, oxi hóa trị 2. Vậy thằng này là rố 3. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án A. Mình sang câu 21. 46 bạn đang theo dõi video live stream này, nhanh tay share lại về tường nhé, làm sao hôm nay được 50 bạn 2K3 theo dõi thầy. Thì thầy sẽ còn tiếp tục thực hiện các cái buổi live stream nữa. Và các em comment thật nhiều đáp án vào đây cho thầy nha. Thầy định N2O thoát ra điều kiện tiêu chuẩn. Thế bài này mình có hai cách làm. Thầy có hai cách làm. Cách làm thứ nhất là cách làm bằng cân bằng E là xong đấy. Nhôm từ 0 lên nhôm dương 3. Thầy làm cái cách tăng bằng E nhá. Nhôm 0 lên nhôm dương 3 này. Nhôm 0 này lên nhôm dương 3 này, trừ 3E này, số mol nhôm 2,7 chia cho 27, các em chú ý nhá, bằng 0,1 này. Suy ra số mol E bằng 0,1 nhân 3 bằng 0,3 này. Nitơ của thầy là nitơ dương 5 này, biến về nitơ dương 1 này, nitơ dương 5 này, về nitơ dương 1 này. Nhưng ở đây có 2, N2O mà, là 2 nitơ, phải là 2 đây này. Tổng số xóa bên trái thì xóa bên phải, 2 x 5 là 10 này. 10 trừ đi 1 x 2 là 8 này. Đúng chưa? 10 trừ 2 này bằng 8, vậy anh này cộng thêm 8E này. Được chưa? Thì đặt số mol N2O là amon thì số mol E trao đổi của nó là bằng 8 amon. Thấy có bảo toàn electron. Tổng electron nhường luôn bằng tổng electron nhận. Vậy thì được 0,3 thì bằng 8A. A bằng 0,3 chia 8. A bằng 0,3 chia 8 thì tìm được thể tích luôn. 0,3 chia 8 nhân 2,4 bằng 0,84 lít. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Nguyễn Mạnh Dũng comment rất đúng, rất tốt. Chính xác, đáp án đúng đáp án A. 22 nào. Hai cái em comment thật nhiều đấy. 42 bạn đang theo dõi này thì phải có 42 đáp án chứ. Đúng chưa? Hãy sắp xếp các chất ion sau đây theo chiều tăng dần số xóa của nitơ. Theo chiều tăng dần số xóa nitơ. Vậy số xóa nitơ cao nhất phải là nitơ dương 5. Vậy đứng đầu cuối tiên phải là nitơ dương 5. Cuối cùng là nitơ trừ 3. Đúng chưa? Vậy loại. Sắp xếp này, trừ 3 này, 0 này, dương 4 này, dương 3 này, loại luôn. Trừ 3 này, 0 này, dương 1 này, dương 3 này,
dương 4, hai này không bằng nhau. Trừ 3, 0, dương 1, dương 3, dương 4, dương 5. Được, đáp án đúng đáp án. Bê bỏ. Mãi 41 bạn này vẫn chưa lên được 50 đúng không? Chưa lên được 50 thì thầy chưa dám khẳng định vào các buổi nào sau đây thầy sẽ live stream cho các em đâu. Phải làm sao hôm nay lên được 50 bạn. Đấy, và phải comment hung hãn vào. Comment đáp án thật nhiều vào cho thầy. Nguyễn Thục Hiền tốt, Nguyễn Mạnh Dũng tốt. Câu 23, điện hóa trị của nguyên tố nhóm 7A trong các hợp chất biến ali. Mình lấy ví dụ 7A là clo. Thế thì các hợp chất là NaCl. Với clo là -1, ali là -1. Vậy là 1 chứ. À, rất dễ các em. 23A. Nhá, điện hóa trị. Mình có tiếp tục. Câu 24. 24. Anion X2 trừ có ổ nhé phân mất rồi cùng là 3P6. Mình có là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Vậy X2 trừ là 3P6, vậy X nó phải mất đi 2E. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Chu kỳ 3. Chu kỳ 4 loại. E cùng đến với lớp P, vậy là nhóm A. 2 cộng 4 là 6, vậy là nhóm 6A. Các bạn đúng đáp án C các em nha. 24 đáp án C, đáp án chính xác. Nhỏ kim, ok. Rất tốt. Rất tốt. Trừ mà, nhiều bạn bị nhầm chưa? Nguyên tố X có Z bằng 16. Hợp chất của nó với hydro có công thức hóa dạng. Z bằng 16 thì biết được cấu hình này. Thì biết được luôn này. 16 nhân 2 bằng 32. 32 là X lưu hình. Lưu hình hợp chất hydro là H2F. Đúng không các em? Vậy 25 chúng ta đáp án C. Đấy, những bạn nào mà chưa theo kịp thì xem lại vẽ tường. Lát nữa các em bật lại để các em phải học theo được. Được chưa? Rồi mình sang câu tiếp theo, câu số 26 các em nhá. Dựa vào cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nào nguyên tố S? Nguyên tố S thì tương đương với E cuối cùng. E cuối cùng điền vào lớp S. E cùng điền P loại, E cùng điền S lấy. E cùng điền, đây là có D với S thì 4S trước, 3D sau, nên E cuối cùng điền vào D cơ, vậy loại 3. Đúng chưa? S lấy, vậy ta có gì? 2 và 4 thôi, đáp án đúng đáp án, B bỏ. Đấy, các em lưu ý nha. Mình tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 27. Nguyễn Thục Hiền ok. Nguyễn Lan Anh ok. Thank you tất cả các em đã nhiệt tình học bài. Tiếp tục nhá, mình còn 13 câu nữa. Phân tử dãy chất nào chỉ có liên kết đơn? Đấy, câu này mới xoắn này. Nitơ liên kết 3 loại. Nitơ liên kết 3 loại. Oxy liên kết đôi loại. Đáp án đúng rồi, đáp án. À. Chỉ có A mới toàn liên kết đơn thôi. Câu 28 nhá. Câu 28 này. Cho 2,49 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại. 3 kim loại có thể là magie này, sắt này, kẽm này, 2,49 này. Tan hoàn toàn trong dung dịch H2O4 loãng này thì thấy thoát ra khí hydro này. Số mol 1,344 chia 2,4 thì bằng 0,06 mol này. Ta có này, mờ muối xung phát. Mờ muối xung phát. Các em lưu ý nha, công thức này thì bằng mờ kim loại cộng với lại m gốc SO4 và chỉ bằng m kim loại cộng với 96 nhân số mol H2. Lưu ý đóng khung này lại đây. Bao giờ mình chỉ cần thay số m kim loại mình biết rồi, công thức giải cực kỳ nhanh. 2,49 cộng với 96 nhân với số mol hydro. Số mol hydro bằng 0,06. Và mình được bằng 2,49 cộng 96 nhân với 0,06 bằng 8,25 gam. Đáp án đúng chúng ta đáp án B. Ok. Chu Thế Toàn ơi, em share lại video về tường nhá. Thầy không giảng lại được bởi vì còn rất nhiều bạn đang theo dõi. Em sẽ share video livestream về tường. Sao chốc em bật lại để em hiểu thôi. Nhá. Mình tiếp tục sang câu 29.
39, 42 bạn đang theo dõi. Xe về tường để làm sao tát tất cả các bạn vào đây để làm sao hôm nay được 50 bạn theo dõi video livestream, thì thầy sẽ có những buổi livestream tiếp tục để hướng dẫn cho các em kỳ thi học kỳ 1 của 2K3 làm sao điểm thật cao. Nguyễn Huy Phúc rất tốt, Nguyễn Mạnh Dũng rất tốt. Ok. Trong một nhóm A theo chiều tăng dần tích hạt nhân. Nhóm A đây. Bán kính đây. Và úp ngược đúng không? Bán kính tăng dần, đúng. Giảm dần vứt. Tính phi kim. Tính phi kim gì nào? Fluor, clor, brom, iốt. Fluor mạnh nhất. Vậy tính phi kim phải giảm dần. Đáp án đúng đáp án. À, em thấy chịu làm kinh không? 29A chính xác, Nguyễn Lan Anh rất tốt. Câu 30. Vậy là chỉ còn 10 câu nữa thôi, chúng ta kết thúc buổi live stream hôm nay. Thế mà vẫn chưa lên được 50 bạn. Dĩ nhiên thầy sẽ xóa đấy, nên các em phải xem lại về tường. Có bao nhiêu electron trong ion? Bao nhiêu electron mới xoắn? Anh này có Z bằng 26. Đúng chưa? Vậy E thì bằng mất đi 3 E này. 26 trừ 3 bằng 23. Đáp án đúng đáp án B. Rất rất nhiều bạn chọn sai câu này. 3 cộng thì 26 trừ đi 3 bằng 23. Xe thật nhiều vào làm sao lên được tầm một tầm 50 bạn thôi. Với 2K3 thì cần 50 bạn thôi. Thì buổi tới thầy sẽ livestream tiếp cho 2K3. Còn nếu không thì goodbye, see you again. Thầy cần nhiều bạn theo dõi thầy cơ. Trong học vô cơ, phản ứng học luôn là phản ứng xóa khử. Luôn là phản ứng xóa khử thì nó là phản ứng thế, đúng không? Thế thì luôn là phản ứng xóa khử. 44 bạn rồi, còn 6 bạn nữa thôi. Có 32, nguyên tử khối trung bình của oxy. Không có. 16 nhân 99,757. Cộng với 17 0,039 cộng với 18 nhân 0,204 được bao nhiêu? Chia cho 100 bằng 16 nhân với 99,757 cộng 17 nhân với 0,039 cộng 18 nhân với 0,204 bằng chia 100 bằng 16,004. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án C. Ok chưa nào? Mình sang câu tiếp theo. Câu số 33. Câu số 33. Tròn đúng 33 bạn đang theo dõi. AB là hai nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ. Hai nhóm A liên tiếp của bảng hệ thống tuần hoàn. Biết rằng ZA cộng ZB bằng 23. Vậy ta còn biết được một điều nữa là rằng thằng ZA lớn hơn ZB nên suy ra ta được là ZA trừ ZB bằng 1. Suy ra ta tìm được ZA bằng 12 và ZB bằng 11. Rất nhiều bạn nhầm, đáp án đúng chúng ta là 12 và 11 các em ạ. Nếu bạn chọn nhầm 11 và 12 thì biết đây này rất Nguyễn nhầm này. Sang câu 34 nhé. Nguyên tử nguyên tố nào sau đây có 13 proton trong hạt nhân nguyên tử? Proton thì cái điền ở dưới là 12 loại, 14 loại này, 5 loại này, D 13. Rất tốt, 35 đáp án D, là từ đáp án D. Mình sang câu 35 à. Nguyên tử X có Z bằng 20, A bằng 40, mình có A thì bằng P cộng N hay chính bằng Z cộng N. Suy ra N bằng 40 trừ 20 thì bằng 20 thôi. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án 20. Ok. Mình sang câu 36. Tròn lấy 36 bạn đang theo dõi. Cấu hình đúng của nguyên tố có Z bằng 20 và vị trí. Đấy, bây giờ còn mỗi đợt cuối là thôi mà các em cố gắng xe lại về tường làm sao đạt được 50 bạn. Thì các buổi tới đây câu kéo làm sao được 50 bạn vào đây, xe lại về tường thật nhanh, thật nhiều, thật mạnh mẽ vào. Để làm sao được 50 bạn thì buổi tối thầy sẽ live stream tiếp cho các em chữa các cái đề thi học kỳ của thầy. Được chưa? Mình có câu 36. Cấu hình đúng của nguyên tố có Z bằng 20 và vị trí trong bảng tuần hoàn. Thế thì mình có này.
1 F2 2 F2 2 P6 3 F2 3 P6 10 này, 18 này, 4S2. Đây này chu kỳ 4. Chu kỳ 3 loại. Nhóm mấy? 2E thôi, vậy là nhóm 2A. 1A loại. 2A. Đáp án đúng đáp án. À. Câu 37, 40 bạn rồi. Còn 10 bạn nữa. Nguyên tố thuộc chu kỳ 3. À chính xác, Trịnh Đức Đình rất tốt. Cố lên các em ạ. 37, nguyên tố thuộc chu kỳ 3. Nếu mà không được thì thôi các em cố gắng chịu khó theo dõi thầy đặt chế độ xem trước nhá. Nguyên tố thuộc chu kỳ 3 nhóm 5A. Vậy x có cấu hình em x đồng này. Chu kỳ 3 này. Chu kỳ 3 hết rồi. Đây toàn là chu kỳ 3. Nhóm 5A về phải có 5E đúng rồi cùng. 2 cộng 5 là 7. Đoạn. 2 cộng 3 là 5. Đáp án đúng đáp án C. Chính xác. Rớt Nguyễn chính xác. Nguyễn Thục Hiền chính xác. Nguyễn có 38. 38. Được chưa? Nhôm và magie này, phản ứng HNO3 tạo ra bọn này. Một khí duy nhất. Vậy mình có bảo toàn electron. Nhôm không. Lên nhôm dương 3. Trừ 3E. 0,1. 0,1 nhân 3. 0,3. Magie không. Lên magie dương 2. 0 trừ 2 bằng trừ 2E. Số mol magie. 0,15. 0,15 nhân 2. Không phải. Được chưa? Khí duy nhất chưa biết. Đúng chưa? Chỉ biết khí x số mol 0,6. Nha. Thế ở đây ta có này. Tổng electron nhường 0,3 cộng 0,3 bằng 0,6. Nó sẽ phải bằng tổng electron nhận. Thế thì nhận ở đây thì mình thầy giả sử. Giả sử x nhận AE. Vậy đó chính bằng là A nhân với 0,6. Suy ra A bằng 1. Vậy là một khí ở đó mà nhận 1E. Nitơ dương 5 về nitơ dương 4. 5 trừ 4 bằng 1. Vậy đúng là nhận 1E. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án. Để cho các em, rất tốt. Chúng ta còn 2 câu nữa thôi các em ạ. Chỉ còn 2 câu nữa thôi. Câu 39. Nguyên tử của nguyên tố hóa học X được cấu tạo bởi 63 hạt. Vậy thì có 2P cộng N bằng 60. Số hạt mang điện là 2P. Gấp đôi số hạt không mang điện thì bằng 2N. Vậy hoàn toàn đến đây để tìm được P bằng N bằng 20. Số khối A bằng P cộng N bằng 40 các em. Rất nhiều bạn tô nhầm 20. Đáp án đúng chúng ta. Đáp án B. 40 các em. Cuối cùng. 40 ạ. 40 là tất cả các bạn cũng đang theo dõi video live stream. Thầy nhanh tay cùng comment đáp án cho thầy xem nào. Nguyên tố R cũng thực hợp chất khí là RH3. Vậy R hóa trị 3. Vậy. Hóa trị với oxy. Xít cao nhất. Xít là 8. Trừ đi 3 thì còn 5. Được chưa? Vậy nó sẽ là R2O5. Đáp án đúng chúng ta là 7. Ôi tiếc quá, không được 50 bạn đang theo dõi video stream ngày hôm nay. Thế thì cũng chẳng còn cách nào cả. Thầy phải thông báo các em là các em cố gắng theo dõi thật nhiều, đặt thầy ở chế độ xem trước và ngày mai đến lớp kể với các bạn về thầy. Thầy sẽ cố gắng để lại cái video live stream này cho đến trưa mai nhá. Xong các em nhớ bảo các bạn làm sao, chúng ta còn một cách nữa, làm sao cho cái video live stream này của thầy lên được 100 share. Nếu video live stream này của thầy lên được 100 share thì thầy sẽ thực hiện cái buổi live stream tiếp theo. Ok, nhớ nha. Nếu live stream này lên được 100 share thì thầy sẽ thực hiện cái buổi live tiếp. Thầy sẽ để video live stream này đến trưa mai. Bye bye, chào tạm biệt các em. Bây giờ thầy phải chuẩn bị live stream cho 2K1 rồi. Chúc các em ngon.